bạn đã quay trở lại nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Marcus Rashford gia hạn hợp đồng 5 năm với MU. Xác nhận MU đã thỏa thuận mua Højlund của Man United. Harry Maguire chính thức bị MU tước bằng đội trưởng. Andre Onana chính thức gia nhập MU. Rashford gia hạn hợp đồng 5 năm với MU. Giới truyền thông Anh đồng loạt đưa tin MU đã đạt thỏa thuận gia hạn với Marcus Rashford thêm 5 năm nữa. Theo tin mới nhất từ The Athletic, MU đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng với tiền đạo Marcus Rashford. Hợp đồng mới của tiền đạo người Anh sẽ có thời hạn 5 năm, tức là tới năm 2028. Đây là kết quả của quá trình đàm phán khá dài giữa đôi bên. Hợp đồng hiện tại của Marcus Rashford sẽ kết thúc vào năm 2024. Theo người đại diện của Marcus Rashford, Wayne Maynard cho biết, hiện tại đôi bên đã bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng và sẽ sớm công bố trong vòng 1 tới 2 ngày tới. Ông còn cho biết thêm, Marcus Rashford đã từ chối rất nhiều lời mời hấp dẫn khác từ cả trong và ngoài nước Anh để ở lại sân Old Trafford. Được thi đấu cho MU là ước mơ từ nhỏ của Marcus Rashford và cầu thủ này muốn viết tiếp giấc mơ ấy. Theo nguồn tin của Daily Mail, mức lương mới của Marcus Rashford rơi vào khoảng 375.000 bảng một tuần, cao hơn 125.000 bảng một tuần so với hiện tại 250.000 bảng một tuần. Đây sẽ là mức lương cao nhất tại MU trong mùa giải tới nếu như không có bất ngờ nào xảy ra. Mùa trước David De Gea cũng là người được hưởng lương nói trên, nhưng thủ thành người Tây Ban Nha đã rời câu lạc bộ cách đây không lâu. So với mặt bằng chung tại ngoại hạng Anh, Rashford sẽ hưởng mức lương cao thứ tư sau Mohamed Salah 400.000 bảng một tuần, Kevin De Bruyne 400.000 bảng một tuần và Erling Haaland 865.000 bảng một tuần. Cũng theo Daily Mail, PSG từng tiếp xúc với người đại diện của Marcus Rashford nhưng nhanh chóng không tìm được tiếng nói chung. Mùa trước, Marcus Rashford lập kỷ lục bản thân khi ghi được 30 bàn cho MU tính trên mọi đấu trường. Đó là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền đạo người Anh, nhưng không thể phủ nhận công sức của huấn luyện viên Ten Hag. Ông thầy người Hà Lan đã hồi sinh Marcus Rashford theo đúng nghĩa đen khi trao trọng trách nhiều hơn cho cầu thủ người Anh thay vì Cristiano Ronaldo. MU đang khá chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này khi mới có được Mason Mount từ Chelsea với giá 60 triệu bảng và sắp hoàn tất thương vụ Andre Onana từ Inter Milan 43 triệu bảng. Marcus Rashford đồng ý gia hạn chẳng khác nào bản hợp đồng chất lượng thứ 3 trong mùa hè của huấn luyện viên Ten Hag. Xác nhận, MU đã đạt thỏa thuận mua Højlund của Atalanta. Fabrizio Romano xác nhận phương án Manchester United sử dụng để giành chữ ký của tiền đạo đẳng cấp. Manchester United đã chiêu mộ thành công Mason Mount và chuẩn bị công bố thương vụ Andre Onana. Đội chủ sân Old Trafford sẽ tiếp tục nhiệm vụ mua sắm với mục tiêu hàng đầu là một trung phong. Nói về việc này, Fabrizio Romano chia sẻ trên YouTube. Sau Andre Onana, Man United sẽ tập trung vào tiền đạo. Tôi đã chia sẻ Man United chưa đặt lời đề nghị chính thức cho Rasmus Højlund. Man United muốn thuyết phục cầu thủ này trước khi đưa ra lời đề nghị cho Atalanta. Họ đã có một số cuộc trao đổi với Atalanta và muốn trao đổi với một số cầu thủ, nhưng Atalanta nói chỉ cần tiền, khoảng 70 triệu euro. Đó có thể là mức phí thực tế cho Rasmus Højlund. Hãy chờ xem khi nào Man United đưa ra lời đề nghị đầu tiên. Hiện tại, Atalanta không muốn Man United gán cầu thủ vì họ kỳ vọng nhận mức phí khủng. Højlund và Man United có thể đạt thỏa thuận, nhưng quá trình đó mới bắt đầu. Không chỉ Man United muốn Højlund, Paris Saint-Germain cũng sẵn sàng chiêu mộ tiền đạo người Đan Mạch. Vì vậy, đội chủ sân Old Trafford sẽ cần sớm chốt hạ thương vụ này. Harry Maguire chính thức bị MU tước bằng đội trưởng. Huấn luyện viên của Manchester United Erik ten Hag đã tước bằng đội trưởng của Harry Maguire tại Old Trafford, với tương lai của trung vệ người Anh tại Quỷ Đỏ bị nghi ngờ hơn bao giờ hết. Harry Maguire đã chúc người kế nhiệm anh làm đội trưởng của Manchester United mọi thành công sau khi bị huấn luyện viên Erik ten Hag chính thức tước tư cách đội trưởng Quỷ Đỏ. Trung vệ người Anh đã xác nhận vào chủ nhật giờ Anh rằng anh sẽ không còn đeo băng đội trưởng của MU sau cuộc đàm phán với chiến lược gia người Hà Lan. Nó khiến tương lai tại Old Trafford của Harry Maguire càng bị nghi ngờ hơn nữa sau một mùa giải mà anh không chỉ đánh mất suất đá chính mà còn chỉ có 8 lần ra sân tại Premier League. Harry Maguire giờ chỉ còn là lựa chọn thứ 5 trong thứ tự ưu tiên của huấn luyện viên Ten Hag tại vị trí trung vệ sau Rafa Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof và cả hậu vệ trái Luke Shaw. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội tiết lộ rằng mình không còn là đội trưởng của MU, trung vệ Harry Maguire khẳng định anh đã làm mọi thứ có thể để giúp MU thành công cả trong và ngoài sân cỏ. Về người thay thế mình làm đội trưởng, Harry Maguire chỉ nói đơn giản: tôi ước bất cứ ai hiện đang đảm nhận nó sẽ thành công và họ sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của tôi. Cầu thủ nhiều khả năng trở thành tân đội trưởng của MU là ngôi sao người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes, người thường xuyên đeo băng đội trưởng của MU dưới thời của huấn luyện viên Ten Hag mùa trước. Trước đây, Ten Hag từng nhiều lần khen ngợi khả năng lãnh đạo MU của Bruno Fernandes. Trong khi đó, Harry Maguire cũng thừa nhận anh rất thất vọng khi mất băng đội trưởng, nói rõ ràng rằng anh không từ chức đội trưởng MU. Harry Maguire chia sẻ: sau khi thảo luận với huấn luyện viên trưởng ngày hôm nay, Erik ten Hag đã thông báo với tôi rằng ông ấy sẽ thay đổi đội trưởng Manchester United.
Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người hâm mộ Manchester United vì tất cả sự ủng hộ tuyệt vời của họ trong thời gian tôi đã băng đội trưởng. Kể từ ngày tôi đảm nhận vai trò này, 3 năm dưới trước, tôi đã có một đặc ân to lớn khi được dẫn dắt Manchester United và là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến nay. Đó là một trong những vinh dự lớn nhất trong bóng đá cấp độ câu lạc bộ. Harry Maguire đã có hơn 170 lần ra sân cho MU kể từ khi được ký hợp đồng từ Leicester City với giá 80 triệu bảng Anh vào năm 2019. Những ngày gần đây, Harry Maguire được liên hệ để chuyển sang chơi bóng tại West Ham. Nhiều thông tin cho thấy MU muốn bán Harry Maguire với giá 35 triệu bảng Anh, nhưng mức phí chuyển nhượng gần đây được cho là quá cao. Ngoài ra, mức lương 200.000 bảng Anh một tuần của Harry Maguire cũng là một trở ngại với bất cứ câu lạc bộ nào muốn sở hữu anh. Andre Onana chính thức gia nhập MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano lên tiếng xác nhận thủ môn của Inter Milan Andre Onana chuẩn bị gia nhập MU sau khi mọi thứ đã được hoàn tất. Man United và Inter Milan đã hoàn tất thỏa thuận về vụ Onana. Phía Inter Milan sẽ nhận được 50 triệu euro từ vụ Onana. Onana sẽ trở thành thủ môn đắt giá thứ tư trong lịch sử bóng đá sau Kepa từ Athletic Bilbao sang Chelsea với giá 80 triệu euro, Alisson Becker từ Roma sang Liverpool với giá 62,5 triệu euro và Gigi Buffon từ Parma sang Juventus với giá 52,5 triệu euro. Bây giờ thủ môn người Cameroon chuẩn bị kiểm tra y tế và ký hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ 27 tuổi này sẽ kịp tập trung cùng các đồng đội mới cho chuyến du đấu trước mùa giải của họ tại Mỹ. Trên trang Twitter cá nhân, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin Andre Onana đến Man United. Cuối cùng, cũng here we go. Các câu lạc bộ đã hoàn tất thỏa thuận. Sau đó, Onana sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Man United chuẩn bị xin visa cho Onana sang Mỹ. Ten Hag sẽ có thủ môn mới mà anh ấy muốn. Trước đó, MU đã chia tay David De Gea sau khi cả hai bên không thể đồng ý và các điều khoản gia hạn. Và huấn luyện viên Erik Ten Hag cuối cùng cũng đã tìm được một thủ môn phù hợp với lối chơi của mình. Andre Onana là bản hợp đồng thứ hai của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau sự xuất hiện trước đó của tiền vệ Mason Mount từ Chelsea với giá 55 triệu bảng.